mưa tìm về xóa đi những ngày vui. Còn mình tôi lang thang giữa dòng đời, để coi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông. Tiếng tơ đồng gọi những đắng cay âm thầm. Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày ánh dương xua bóng đêm dài và những bóng tối lạc loài dần nhạt phai. Người không nên tham lời danh chút tiền tài, nhân tâm chia sẻ con người, hãy sống nhân ái vì đời cho người, biết yêu thương gì nữa đây? Tuần tới á, ba má em mời anh tới nhà em dùng cơm. Sẵn tiện ba má em cảm ơn anh đã cứu mạng em. Bộ em kể chuyện hồi tối hôm qua cho ba má em nghe rồi hả? Dạ. Chuyện đó đâu có gì đâu mà phải phiền tới người lớn như vậy. Chắc là anh không đi đâu. Có gì đâu mà phiền chứ. Anh cho rằng cái đó là phiền, nhưng đối với gia đình em á, đó là một ân cứu mạng. Còn nếu như ba má em không đủ tư cách để mời anh á, cũng có cần tới đâu. Vô đi. Má, chuyện gì vậy? Giữa dì Út với ngoại có chuyện gì vậy má? Tại sao hôm nay con lại hỏi như vậy? Tại con thấy hình như dì Út giận ngoại chuyện gì á. Má, mà sao dì Út sống khép kín vậy má? Con à, mỗi người có một cách sống, con đừng có thắc mắc nha. Nhưng mà con thấy mối quan hệ giữa ngoại với dì Út nó không có bình thường. Má biết không, chưa bao giờ con thấy dì Út lại thăm ngoại, ngay cả khi ngoại bệnh nữa. Còn hôm ở chùa thì con thấy dì Út muốn tránh mặt ngoại, còn gặp ngoại thì có vẻ không vui. Má, sao con trai của dì Út bị thất lạc vậy má? Rồi tại sao dì Út á lại biểu ngoại đi tìm con trai của dì Út về? Rồi dì Út á có vẻ như trách móc ngoại đã dứt bỏ con trai của dì Út nữa. Tại sao vậy má? Con nói bậy bạ gì vậy? Thôi đi học bài đi. Con thấy hình như trong gia đình mình có một bí mật gì đó, mà bí mật đó nó liên quan tới con trai bị thất lạc của dì Út nữa. Không có bí mật gì hết trơn á. Con à, con đừng có nhắc tới chuyện này nữa nha. Không, con hỏi như vậy dì Út nghe được dì Út buồn đó. Dạ. Thôi con ra ngoài để má nghỉ nha. Dạ má. Má ngủ ngon. Điện, xuống canteen chơi, ngồi đây buồn quá à. Đi. Mình đang học, mình không đi đâu. Trời Điền ơi Điền, mày học hoài mày không chán hả Điền? Điền. Ừ. Bà Đạt nè. Gì? Em gái của cậu á, Kiều Khanh á. Ừ. Mình thấy em gái
của cậu có gì lạ lạ, tự suy nghĩ tới phong cách. từ đó giờ ai tiếp xúc với nó cũng đều nói nó như vậy hết á. Nhưng mà hoàn cảnh của nó tội nghiệp lắm, ba của nó thì tối ngày đi làm, đâu có lo lắng cho nó đâu. Còn mẹ nó thì lúc nào cũng thương nhớ đến người con đã thất lạc năm xưa á, mà không biết sống hay chết nữa, mà không bao giờ quan tâm đến đứa con gái đang hiện hữu tại nhà. Mày biết rồi đó, nó là con gái, mà là con gái một trong gia đình nữa, nên nó lúc nào cũng tạo cho nó một cái vỏ bọc thật là cứng. Đại khái là cứng rắn á, mày hiểu không? Nhưng mà tâm hồn của nó vẫn mềm mỏng và mỏng manh, yếu đuối, cũng giống như mấy đứa con gái khác vậy đó. Ê, mày để ý em gái tao hả? Bậy bạ, làm gì có chuyện đó. Có hay không là chỉ có mày với em gái tao biết thôi. Kiều Khanh là em gái của bạn, thì mình xem như là em gái của mình. Đừng nghĩ bậy bạ. Có thể là bây giờ là chưa có, nhưng mà tương lai á thì không biết được, phải không? Ê, cái này đọc sao? Anh ơi, hay là mình đi về đi. Còn ca sao nữa đó, ra ngoài viết tiếp nha. Bây giờ trễ rồi đó. Mình đi đâu? Thì đi đi rồi biết, còn hỏi nữa. Em làm cái gì mà nhoi quá vậy? Lấy bài ra. Đây. Cho em mượn cái viết đi. Xong chưa? Lâu lắc quá, nhanh lên. Rồi. Nè, hồi nãy á, em có nói tới cấu trúc của động từ to want. Ví dụ như là I want you, do you understand? Có nghĩa là tôi muốn anh có hiểu không? Hả? Anh có hiểu không? Giỡn không mà. Là học đi. Mày hiểu gì hết? Học anh văn mỏng có hiểu gì? Nè. Có mũi. Dạ, chào anh. Mời anh vô. Dạ, để đây nè. Ba, giới thiệu với ba, đây là anh Điền. Ủa, Điền hả con? Dạ, cháu chào bác. Con ngồi đi. Dạ.
Ba cũng biết anh Điền nữa hả? Ba biết. Con không ngờ được gặp bác ở đây. Bác cũng vậy đó. Cháu cảm ơn bác đã lo tiền viện phí cho cháu. Ôi, có gì đâu, con đừng bận tâm. Uống trà đi con. Dạ. Ủa, cháu. Má, giới thiệu với má, đây là anh Điền, bạn của con, người mà con giới thiệu với má đó. Ủa Điền. Dạ, con chào bác. Ngồi đi. Dạ. Không ngờ lại gặp cháu ở đây. Hả? Má cũng biết anh Điền nữa hả? Cậu Điền cũng là người ơn của má đó con. Em à, nghĩa là sao em? Dạ, hôm trước em tới trại trẻ mồ côi. Rồi hôm đó em mệt quá em choáng. Rồi em xỉu em không biết. Cũng may là có cậu Điền đó anh. Thiệt là trùng hợp. Cả nhà ta và cháu Điền á lại hội ngộ với nhau. Chắc là có duyên nợ gì đây. Thôi, vậy cho con xin phép xuống nhận cơm phụ với chị Hoa nha. Uống đi cháu. Dạ, cảm ơn bác. Đàn của mày đã bỏ mày đi xa rồi. Thôi, buồn gì, dì ở với chị nha. Dạ, con mời ba má và anh Điền ăn cơm. Xong rồi hả con? Dạ. Ngồi đi cháu. Ngồi đi. Dạ, anh ngồi đây. Cảm ơn. Đây con. Dạ. Con cảm ơn. Dạ cảm ơn má. Trước hết, bữa nay bác xin tuyên bố có 3 lý do. Lý do thứ nhất là bác cảm ơn con đã giúp cô. Lý do thứ hai là con đã cứu con gái rượu của bác. Còn lý do thứ ba là lâu lắm rồi mới có được một bữa cơm gia đình đầm ấm như ngày hôm nay. Thôi, mình dùng đi, dùng tự nhiên ha. Dạ, mời ba má, mời anh. Ăn đi con. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Má. Ba. Cảm ơn con. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn. Điền nè, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 19 tuổi. Vậy còn quê cháu ở đâu? Dạ, quê của cháu ở Bình Dương. Còn ba má của cháu thì như thế nào? Dạ, mẹ của cháu mất lâu rồi. Ba của cháu thì mới mất cách đây không lâu. Bác xin lỗi. Còn cháu có anh chị gì không? Dạ, cháu có một người chị.
Tên Điền của cháu đẹp lắm á. Tại vì cháu xuất thân từ con nhà nông, cho nên ba của cháu đặt tên cháu là Điền. Không phải rồi. Nếu là con trai của anh thì không thể 19 tuổi được. Hơn nữa Điền còn có một người chị nữa, không phải là con anh rồi. Cháu uống nước thêm đi. Dạ. Đi đâu đây? Thì tới đây anh đi học. Hôm bữa bị mấy thằng xì ke hù cướp xe, ổng sợ hả? Hả? Làm gì phải sợ nó chứ. Anh có giỏ, em cũng có giỏ, làm gì phải sợ nó. Trời. Giỏ của em á, đem treo lên tường là vừa. Tại sao phải đem treo lên tường chứ? Tại vì làm kiện thôi chứ đâu sử dụng được. Không dám đâu. Anh ăn gì vậy? Mì tôm. Cho em ăn với. Muốn ăn hả? Anh ăn vậy đó hả? Sao? Sao anh không cắt nó ra đi? Cắt ra thì cũng dưa leo cà chua, mà không cắt thì cũng là cà chua dưa leo, có khác gì đâu. Cắt gì cho mất thời gian. Anh ăn như vậy thì đâu có đủ chất. Em tính nuôi con có thiếu chất gì đâu. Nhiều chất làm gì, no cái bụng mà được rồi. Ăn lẹ đi, trễ giờ. Không à? Thì không? Ăn không? Không. Không ăn thôi. Để tôi ăn. Cho miếng đi. Tao nói mà ăn mà. Cho miếng đi. Ủa, Điền. Dạ, cháu chào bác. Cháu tới chơi hả? Khanh nó đi ra ngoài rồi. Cháu ngồi chơi đi, rồi chờ nó về nha. Dạ, cháu tới trả cho Khanh cuốn sách này. À, cháu thích đọc sách lắm phải không? Dạ. Vậy thì đi theo bác. Đây, cháu muốn đọc sách gì á thì cứ chọn mà đọc, đừng có ngại nha. Để cô đi lấy nước.
Hình như cái đàn này đã lâu không có người chơi phải không bác? Nói đúng hơn là không có ai chơi, nên bác treo ở đó để nhớ về một kỷ niệm. Cháu uống nước đi. Mà cháu cũng biết chơi đàn nữa hả? Dạ, cháu cũng biết một chút. Uống nước đi cháu. Dạ, cảm ơn bác. Bác cũng có một đứa con trai trạc tuổi như cháu. Chắc là anh ấy đi học xa phải không bác? Không, nó bị thất lạc. Điền à, cháu có thể cho bác ôm cháu một lần được không? Gần 20 năm qua, bác đã đi tìm con trai của bác khắp nơi. Nhưng không thấy. Chưa lúc nào tâm trí của bác được thảnh thơi. Bác lo lắng cho đứa con trai của mình, không biết nó lớn lên ra sao, nó có đau yếu gì không, rồi được học hành như thế nào. Bác đã đi khắp nơi, các chùa, trại mồ côi, kể cả đăng tin trên báo đài. Không có một chút hy vọng nào hết. Chỉ còn có một cách là bác với các cô ở trại trẻ mồ côi lo lắng cho các cháu như một lời nguyện. Ở một nơi nào đó, con trai của bác cũng nhận được sự giúp đỡ từ một ai đó. Bác à, bác đừng quá đau buồn nữa. Cháu tin rằng ở một nơi nào đó, anh ấy vẫn đang và sẽ sống tốt. Bởi vì những người bị bỏ rơi, họ có một khát vọng sống, khát vọng vươn lên rất mãnh liệt. Họ muốn chứng minh cho cuộc đời này biết rằng họ không phải là thứ bị bỏ rơi. Điền, cháu xin lỗi bác. Cháu không biết là anh ấy bị thất lạc trong hoàn cảnh nào, nhưng suy cho cùng, anh ấy cũng lớn lên với người không sinh ra mình. Cháu chỉ nói suy nghĩ của những đứa trẻ bị thất lạc thôi à. Cháu nói phải, cháu không có lỗi gì đâu. Một người mẹ mà không bảo vệ được đứa con của mình thì có khác gì người mẹ bỏ rơi con chứ. Mà hôm đó cháu đến trại trẻ mồ côi để làm gì vậy? Dạ, tại cháu có một người bạn lớn lên ở đó. Thỉnh thoảng bạn cháu tới đó thăm mấy em nhỏ,
rồi cháu đi cùng. Cháu nói sao? Bạn của cháu lớn lên từ đó à? Dạ. Điền, cháu có thể cho bác gặp mặt bạn của cháu được không? Dạ, cháu nghĩ là bạn cháu cũng sẽ sẵn lòng thôi à. Ngoại. Ừ? Con có phải là con ruột của má con không ngoại? Ừ. Sao con hỏi vậy? Vì con có cảm giác á, con không phải là con do má con sinh ra. Từ khi con nhận thức được, chưa một lần má con ôm con vào lòng. Mỗi khi con nhận được giấy khen ở trường, con cứ tưởng là má sẽ ôm con vào lòng và nói là con của má giỏi lắm. Mỗi khi con có niềm vui muốn khoe với má, má cứ thản nhiên mà không nói gì hết. Con đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, có phải con làm một điều gì đó sai nên má giận con và ghét con, hay là con không phải là con ruột của má con? Nói bậy. Trời ơi, cháu cưng của ngoại, không phải vậy đâu con. Má con có nỗi khổ riêng, rồi sau này con sẽ hiểu. Mà trong chuyện này ngoại mới là người có lỗi. Thành ra con đừng trách má con, tội lắm đó con. Để đi, rồi ngoại sẽ kể cho con nghe. Vậy là có một sự thật nào đó mà con không biết được hả ngoại? Nè, nghe lời ngoại không? Ráng học cho giỏi, cho má con vui lòng. Con á là niềm hy vọng của ba má con á. Nè con à, con nhỏ, đừng tìm hiểu chuyện người lớn chi. Nhân con. Ừ. Ừ. Nghe là ngoại nghe không? Dạ. Ừ. Con biết rồi, cảm ơn ngoại nhiều lắm. Ừ. Giỏi lắm á. Con bớt tay ngoại nha. Ừ. Bác cũng có một đứa con trai trạc tuổi như cháu. Nó bị thất lạc. Cháu có thể cho bác ôm cháu một lần được không? Gần 20 năm qua, bác đã đi tìm con trai của bác khắp nơi. Chưa lúc nào tâm trí của bác được thảnh thơi. Không biết nó lớn lên ra sao, nó có đau yếu gì không? Cháu nói phải, cháu không có lỗi gì đâu. Một người mẹ mà không bảo vệ được đứa con của mình thì có khác gì người mẹ bỏ rơi con chứ. Sao mình lại có những cảm giác lạ như vậy? Con trai của bác bị thất lạc từ nhỏ, cũng trạc tuổi mình sao? Không, không thể nào. Bác đừng quá đau buồn nữa. Cháu tin rằng ở một nơi nào đó, anh ấy vẫn đang và sẽ sống tốt. Bởi vì những người bị bỏ rơi, họ có một khát vọng sống.
khát vọng vươn lên rất mãnh liệt. Họ muốn chứng minh cho cuộc đời này biết rằng họ không phải là thứ bị bỏ rơi. Cháu đến trại trẻ mồ côi để làm gì vậy? Dạ, tại cháu có một người bạn lớn lên ở đó. Thỉnh thoảng bạn cháu tới đó thăm mấy em nhỏ, rồi cháu đi cùng. Cháu nói sao? Bạn của cháu lớn lên từ đó à? Dạ. Điền, cháu có thể cho bác gặp mặt bạn của cháu được không? Dạ, cháu nghĩ là bạn cháu cũng sẽ sẵn lòng thôi à. Con cầu xin trời Phật xui khiến cho con tìm được đứa con trai của con. Con cầu xin đó là đứa con trai đã thất lạc của con. Trời, diễn hay quá trời luôn. Tôi sợ mình mắc ói trong đó. Cũng được. Anh, mới tập mình học ở đây có kỳ không vậy? Đúng rồi, nói chung là có mức độ đó. Tại vì mình đã muốn học á thì học ở đâu cũng được mà, có gì đâu kỳ. Nè. Ừ? Anh đã biết sử dụng ba quy tắc của đồng từ tu quan chưa? Lâu quá. Nếu chỗ nào anh chưa hiểu á thì cứ hỏi em. Em sẽ gạch dưới những chỗ này nha. Anh Điền. Anh Điền. À, hả? Ừ. Gì vậy? Làm gì vậy? Ờ, đâu có gì đâu. Anh có thường ngắm sao không? Có. Anh đã thấy sao vua chưa? Rồi. Sao vua nó như thế nào vậy anh? Có diễn tả em cũng không hình dung được đâu. Vậy khi nào em về quê anh á, anh nhớ chỉ sao vua cho em nha. Ở trên trời có nhiều sao, sao em chỉ nói tới sao vua thôi? Tại vì ba em có đọc cho em nghe một câu thơ nói về sao vua nè. Mà cái sao đó nói về một người con trai dành tình cảm cho người con gái. Anh hay thường nghe em nhắc tới ba mà không nhắc tới mẹ. Tại sao vậy? Tự vì em gần gũi với ba em nhiều hơn. Em nói này ra anh đừng có cười nha. Hình như á, má em không có thương em. Mà má em á, có một cái gì đó, một cái bí mật nào đó mà giấu em không cho em biết á. Sao em lại nói là má em không thương em? Mỗi người đều thể hiện tình yêu thương của mình khác nhau. Có người thì thể hiện ở bên ngoài, có người thì để ở trong lòng. Má em thể hiện tình thương con ở trong lòng, cho nên em không thấy đó thôi. Giá như lời anh nói là sự thật. Mình ngồi đây đi. Sao? Có chuyện gì thì nói đi. Mình có một người quen. Bác ấy có một người con bị thất lạc gần 20 năm nay. 20 năm nay bác ấy đi tìm nhiều lắm. Nam muốn gì? Cà phê đá. Cho hai đi cà phê đá. Dạ. Bác ấy đã đi khắp nơi để tìm con nhưng đều vô vọng. Biết cậu lớn lên từ trẻ mồ côi cho nên bác ấy muốn được gặp cậu. Mình không biết bác ấy muốn gặp cậu vì lý do gì, nhưng có vẻ muốn gặp cậu lắm. Mình có thể hiểu lý do của cuộc hẹn này. Hơn 20 năm tìm con trong vô vọng, bây giờ mình lại là niềm hy vọng của cô ấy đúng không? Mình nghĩ là thà như vậy còn hơn. Để bác ấy cứ khắc khoải mong chờ vì một niềm hy vọng mà không biết có hay không. Mình không biết làm sao nữa, nhưng mình không muốn đem lại sự thất vọng cho cô ấy. Cố giúp bác ấy đi. Thôi được rồi, khi nào giờ đâu cậu báo cho mình biết. Cảm ơn cậu nha. Sao lại cảm ơn mình?
Cảm ơn đã nhận lời giúp bác. Chút chịu cũng cảm ơn nữa. Thu nước đi. Em à. Dạ. Anh thấy giờ này má buồn quá. Mình tìm cách nào để cho má khuây khỏa coi. Ừ. Anh nói chuyện này với má chưa vậy? Anh tính vô phòng má mấy lần, nhưng mà má tụng kinh, anh vô không được. Thôi được rồi, để em sắp xếp chuyện của con Quỳnh xong rồi á, rồi em dắt má đi đâu chơi cho khuây khỏa. Thôi, cả ngày đi làm mệt rồi, anh cũng đi nghỉ sớm đi, đừng có lo nữa. Anh xót xa, thấy má buồn, anh tội quá. Chị ơi, cho em hỏi thăm. Có gì không cô? Dạ, chào chị. Chào. Chị ơi, ở vùng này có người phụ nữ nào tên là Mùi khoảng 40 tuổi không chị? Tôi về đây ở 5 năm nay, từ đó tới giờ không có nghe ai tên Mùi hết cô. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, không có gì. Dạ. Nhiều vô đi cho mau lớn. Ở đây vài bữa với chị cho quen, rồi chị sẽ thả mì ra nha. Cút 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 cút. Cháu ơi. Dạ. Cháu ơi, cho cô hỏi thăm, ở vùng này có người phụ nữ nào tên là Mùi, độ khoảng 40 tuổi không cháu? Hình như ở làng này không có ai tên Mùi hết cô à. Cảm ơn cháu. Dạ. Nam. Bác Quỳnh muốn gặp cậu trưa nay, cậu có đi được không? Trưa nay hả? Trưa nay mình định ghé qua sửa một chút. Mà không sao, chiều qua cũng được mà. Vậy học xong mình đợi cậu trước cổng trường nha. Đi trước nha. Dạ thưa cô Sáu. Con mua gì đó?
Dạ không, hôm nay con không có mua gì hết. Con qua là để gửi cho cô Sáu số tiền đất còn lại. À vậy hả, vô nhà đi con. Dạ. Con nói con có đủ tiền rồi hả? Dạ. Con gửi cô Sáu. Ừ. Con chờ cô một chút nha. Dạ. Vậy là miếng đất này từ nay là của con. Đây là toàn bộ giấy tờ quyền sử dụng đất cô giao cho con đó. Con cảm ơn cô đã giúp đỡ ba con có một miếng đất cày ruộng. Mười mấy năm rồi cô mới nhận đủ tiền. Ôi buôn bán gì con ơi. Hồi cha bay mới về á, tao kêu ổng qua tao cho miếng đất, nhưng mà ổng không chịu, ổng kêu để ổng trả tiền. Cô đành lấy chút ít tiền để cho ba con á, ổng yên tâm. Ba con mang ơn cô Sáu nhiều lắm. Ơn nghĩa gì con ơi, ở đời á, giúp nhau là lẽ thường. Bay á, thì y chang như cha bay vậy đó. Tao nói á, lấy sổ đỏ về đi, để thế chấp hay là vay tiền làm gì đó thì làm. Cứ không chịu, nói để trả hết tiền rồi mới nhận sổ. Dạ. Dạ thưa cô Sáu, con về. Con về đi. Đàn buông nghe xót xa.